Tôi là Đặng Trần Phục, founder của AZ Fin Việt Nam. Như gần đây chúng ta đã nghe đến rất nhiều các cái câu chuyện liên quan đến chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hay là các cái bất ổn kinh tế ở châu Âu, rồi là Nhật Bản. Chính vì thế cho nên là hôm nay tôi sẽ trao đổi với quý vị và các bạn về chủ đề khủng hoảng kinh tế đầu tư vào đâu. Thì nội dung buổi trình bày của tôi hôm nay gồm có 4 phần như sau. Thứ nhất là khủng hoảng xảy ra hay không? Thứ hai là khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán? Thứ ba là mối quan hệ giữa chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán. Và thứ tư là khủng hoảng kinh tế nên đầu tư vào đâu. Thì sau đây chúng ta sẽ vào chi tiết từng phần như sau. Thì phần thứ nhất là theo chúng tôi, khủng hoảng kinh tế chắc chắn sẽ xảy ra. Theo như định nghĩa của Karl Marx thì khủng hoảng kinh tế là sự suy giảm các hoạt động kinh tế mạnh mẽ và kéo dài. Khủng hoảng được xác nhận khi GDP tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp. Và khủng hoảng kinh tế chắc chắn xảy ra vì nó đã trở thành quy luật bất thành văn từ xưa đến nay rồi. Cũng như thời tiết có 4 mùa xuân hạ thu đông, thì kinh tế cũng bao gồm giai đoạn phục hồi, giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn suy giảm và giai đoạn suy thoái. Và khủng hoảng xảy ra ở mỗi lần lại do các cái nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như khủng hoảng thừa cung chẳng hạn, như khủng hoảng năm 1932 do thừa các cái sản phẩm sản xuất công nghiệp, hay là khủng hoảng do thiếu cầu, hoặc là khủng hoảng do bong bóng dotcom năm 2000, hay là khủng hoảng xảy ra do bong bóng bất động sản năm 2008. Chính vì thế cho nên là sức ảnh hưởng của mỗi một cái cuộc khủng hoảng thường rất khác nhau và thời gian kéo dài thì cũng rất khác nhau. Tuy nhiên những cái cuộc khủng hoảng gần đây thường kéo dài khoảng từ 1 đến 3 năm. Thì chúng ta có thể thấy ở trên đây là một cái biểu đồ minh họa về cái chu kỳ kinh tế mà người ta vẽ lại đấy ạ. Đó. Tiếp theo thì khủng hoảng kinh tế và thị trường chứng khoán tác động như thế nào? Thì theo chúng tôi, khủng hoảng tác động rất tiêu cực và mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán. Từ cái dấu hiệu của khủng hoảng thì có thể thấy rằng hệ lụy của khủng hoảng như sau. Các cái hoạt động kinh tế sẽ suy giảm mạnh và kéo dài, làm cho kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết suy giảm, từ đó làm cho các cái cổ phiếu kém hấp dẫn hơn. Thứ hai là khủng hoảng sẽ làm cho lạm phát cao hơn, lãi suất cao. Từ đó chúng ta có thể thấy cái kênh gửi tiết kiệm sẽ hấp dẫn hơn so với kênh đầu tư chứng khoán, và kênh đầu tư vào các tài sản an toàn như vàng sẽ hấp dẫn hơn so với đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Rồi là chi phí vốn của doanh nghiệp tăng cao, làm cho hiệu quả của doanh nghiệp đi xuống rất nhiều, từ đó làm cho thị trường chứng khoán trở nên kém hấp dẫn hơn. Ngoài ra cái lãi suất chiết khấu đối với việc đầu tư cổ phiếu cũng nâng cao, làm cho cái định giá PE của thị trường chứng khoán cũng phải điều chỉnh theo. Như vậy có thể thấy rằng là khủng hoảng kinh tế nếu xảy ra sẽ làm cho thị trường chứng khoán hoang tàn. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trên đây rất rõ. Đây là một cái cuộc khủng hoảng năm 2000 đấy ạ. Đó là khủng hoảng bong bóng dotcom. Sau khi các cái doanh nghiệp công nghệ bị vỡ, bị xì hơi thì S&P 500 đã giảm từ 1.600 điểm về 800 điểm. Tức là với mức giảm 50%. Hay là cuộc khủng hoảng gần đây nhất, đó là vào năm 2008, là khủng hoảng liên quan đến các cái tài sản dưới chuẩn, các trái phiếu dưới chuẩn thì của thị trường bất động sản, thì cũng làm cho S&P 500 giảm từ gần 1.600 điểm còn có đâu đó có 780 điểm. Và nếu sắp tới nếu khủng hoảng xảy ra thì chúng tôi cũng cho rằng S&P 500 cũng hoàn toàn có thể giảm từ mức hơn 3.000 điểm về đâu đó khoảng 1.600 đến 2.000 điểm, là một chuyện không quá ngạc nhiên. Vậy để có thể tìm hiểu kỹ hơn các yếu tố liên quan đến chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán, và để đưa ra được kết luận là nên đầu tư vào đâu khi khủng hoảng xảy ra, thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán. Thì chúng tôi nhận thấy rằng chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán có quan hệ rất mật thiết với nhau. Thì thị trường chứng khoán thường phản ứng trước chu kỳ kinh tế một khoảng thời gian từ 3 đến 9 tháng, do đa phần chúng ta đầu tư chứng khoán là đầu tư kỳ vọng vì tương lai. Do đó, khi nền kinh tế có những cái dấu hiệu bất thường thì ngay lập tức thị trường chứng khoán đã phản ánh trước rồi. Ví dụ như là các cái chỉ số về mua nhà mới, hay là chỉ số về hàng hóa tiêu dùng lâu bền mà có dấu hiệu suy giảm thì thông thường sẽ báo hiệu là kinh tế sắp tới sẽ tăng trưởng chậm lại, và ngay lập tức thị trường cũng phản ứng ngay bằng cách là giảm trước. Hay là với mỗi một giai đoạn
của một chu kỳ kinh tế và chu kỳ thị trường chứng khoán thì chúng ta có thể thấy có một số ngành vượt trội hoàn toàn so với các ngành khác, hoặc những cái ngành ý ảnh hưởng ít nhất so với các cái ngành khác. Ví dụ như là vào giai đoạn của đỉnh điểm của nền kinh tế, các cái nguyên vật liệu cơ bản và năng lượng sẽ là rất là tốt, hay là đến các cái giai đoạn suy thoái của kinh tế thì các cái cổ phiếu trong cái lĩnh vực điện nước và năng lượng cũng sẽ rất là tốt, rồi là y tế cũng rất là tốt chẳng hạn. Vậy nếu khủng hoảng xảy ra thì chúng ta nên đầu tư vào đâu? Thì qua quá trình nghiên cứu cũng như tổng hợp thì chúng tôi thấy rằng trong cái giai đoạn khủng hoảng, giai đoạn suy thoái thì có các cái dấu hiệu sau. Trước tiên là tăng trưởng GDP giảm mạnh, thất nghiệp tăng, thu nhập hộ gia đình giảm mạnh, tín dụng thì cạn kiệt, lợi nhuận doanh nghiệp thì sụt giảm rất lớn. Thì các cái ngành sẽ không bị ảnh hưởng nhiều hoặc được hưởng lợi như nguyên vật liệu cơ bản, y tế, năng lượng, điện nước. Thì chúng ta có thể thấy rằng là khi khủng hoảng xảy ra, người ta còn hay nói những cái câu chuyện vui như là stress nhiều hơn, ốm nhiều hơn, thì người ta thậm chí sử dụng các cái dịch vụ y tế nhiều hơn. Hay là khi khủng hoảng xảy ra thì người ta có thể hạn chế mua các cái trang sức, các cái hàng hóa xa xỉ, nhưng người ta cũng không thể chế việc tiêu thụ điện hay là nước tắm chẳng hạn. Ở Việt Nam tương tự cũng như vậy. Ngoài ra chúng tôi cũng chú ý lưu ý thêm các bạn một chút là cần phải chú trọng vào các cái cổ phiếu mà có cổ tức cao và bền vững qua thời gian. Đó, thì đấy là những cái cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng ít nhất, hoặc ít nhất là sẽ mang lại cho bạn cái nguồn thu nhập rất là ổn định trong quá trình suy thoái kinh tế. Và như vậy thì ứng với cái điều kiện kinh tế Việt Nam hiện tại thì chúng ta nên làm gì? Thì theo chúng tôi cho rằng thì việc dự đoán khủng hoảng là rất khó khăn, không, chúng ta rất khó biết là bao giờ khủng hoảng xảy ra. Chính vì thế cho nên nó mới gọi là khủng hoảng kinh tế. Thì bởi vậy với cái điều kiện hiện nay, chúng tôi cho rằng khủng hoảng kinh tế hoàn toàn có thể xảy ra, có thể xảy ra, nhưng mà thời gian thì rất khó biết. Bởi vậy chúng ta cần phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Thứ nhất là chúng ta cần phải giữ cái tỷ trọng tiền và cổ phiếu một cách hợp lý. Tức là thay vì như cách đây một vài năm, như thời gian trước thì chúng ta có thể full 100% cổ phiếu, thậm chí các anh chị có thể dùng margin đối cổ phiếu. Tuy nhiên trong cái thời điểm kinh tế mà có dấu hiệu khó khăn này thì chúng ta nên hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống và nâng tỷ trọng tiền mặt lên để đảm bảo an toàn cho tài khoản chúng ta nếu có khủng hoảng xảy ra. Thứ hai là chúng ta cần phải tránh xa các cái cổ phiếu có chu kỳ rất mạnh, như là các cổ phiếu liên quan đến gang thép, cổ phiếu liên quan đến các ngành công nghiệp nặng, cổ phiếu xây dựng, hay là các cái cổ phiếu thép chẳng hạn. Đó, thì chúng ta cần phải tránh xa đó, hay là các cái cổ phiếu tài chính chẳng hạn. Và điều thứ ba chúng ta cần làm lúc này, đó là chúng ta hãy tích lũy tiền và nâng cao kiến thức của mình. Việc nâng cao kiến thức sẽ giúp chúng ta tìm ra được những cái cổ phiếu rất tốt, được định giá rẻ và có cái tiềm năng tăng trưởng trong tương lai rất cao, để khi khủng hoảng xảy ra thì chúng ta tận dụng các cái tiền tích lũy, chúng ta hãy mạnh dạn mua những cái cổ phiếu đó. Và điều thứ tư là chúng ta cần phải hành động rất quyết liệt khi có cơ hội xảy ra. Như cụ Warren Buffett đã từng nói, khi cơn mưa vàng xảy ra thì bạn hãy mang xô làm hứng, chứ không phải là xây một con đê để ngăn chặn nó. Thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn với chủ đề khủng hoảng kinh tế nên đầu tư vào đâu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy like và subscribe kênh của chúng tôi để nhận được nhiều các clip ý nghĩa hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.